Từ trước đến nay đúng là chỉ một tháng chỉ có 4 lần thôi, tập trung mình tới đấy. Mà em cảm thấy không có hứng thú với cái đấy hay như nào, hay là mỗi lần mình sinh hoạt thế em cảm thấy mỗi lần thì em cảm thấy nó bị mệt, không có nhu cầu mệt à? Mệt. Ừ, mình thực sự không? Cái lứa tuổi của em trẻ như này mà tần suất nó thấp như này anh thấy cũng tương đối là có phải có nghi ngờ đấy. Bởi vì sao sau này em mới hiểu là khi sau này mình lập gia đình thì cái việc này, cái việc sinh hoạt này nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc hạnh phúc gia đình của mình. Nên là chú ý nhé, hai đứa đã thử đi thay đổi chưa? Thử rồi. Hay em cũng có thời gian? Cũng thay đổi rồi nhưng mà em cũng không thấy có hứng thú. Hứng thú á? Đôi khi em bật điện cho anh, bật điện lên. Em mua một hộp bao thì chắc phải đến 2 tháng mới hết. 2 tháng mới hết? Vâng. Có lần nào mà hai đứa kiểu trần thiết không dùng bao biết gì không? Có, không bao giờ mới thôi. Bình thường yêu 3 năm chả bao giờ rồi. Ừ. Nghĩa là không bao giờ đẹp. Không bao giờ dùng kiểu mà tính ngày hay gì cả đúng không? Không, em chẳng. Nói chung như thế thì rất là an toàn, tốt nhá. Vâng. Đấy. Nhưng mà cũng như thế thì rất là tội cho bạn kia đấy. Anh cũng biết là... Đúng rồi, người yêu em lúc nào cũng kêu. Ừ. Hoặc là suốt ngày như thế mà hứa. Không, thử thay đổi đi. Thay đổi rồi nhưng mà em cũng không có nhu cầu ấy. Hay là do em uống rượu nhiều quá nhỉ? Em uống rượu nhiều không? Cũng nhiều đấy. Ngày nào đi, nghĩa là mình đến các bạn mình cũng phải chúc trước nhỉ? Có đấy, hầu như là... Nếu mà thưa nhất thì phải 2-3 ngày là không uống, còn hầu như ngày nào cũng phải uống. Ừ, nhiều không? Uống rượu mạnh hay là rượu bình thường? Rượu mạnh. Ủa thế à? Khó nhỉ, nó, anh nghĩ là bản chất công việc nó hơi khó thật, nhưng mà có thể em hai đứa nó có thể là chuyển sang có thể làm về sáng cũng được. Nhưng mà cái việc này bây giờ anh nghĩ là em có thể cảm thấy em chưa ảnh hưởng đến cuộc sống đâu, bởi vì kiểu anh làm nhiều và anh gặp nhiều trường hợp thế rồi nhá. Nên là anh mới tư vấn cho em là cái thực sự việc này là không chỉ ảnh hưởng đến cả bạn nam mà sau này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của hai đứa. Nó cứ một thời gian dài thế. Cái vấn đề là quan hệ em phải khắc phục ngay cho anh, phải quá khắc phục đi. Làm sao để tình trạng mà một tháng hai đứa gần gũi nhau 4 lần rất là ít luôn, ít hơn anh cả các bạn khác nữa. Đấy, một phần như thế nó sẽ không tốt cho nội tiết của em. Em phải nhớ là giữ một người làm sao người phụ nữ trẻ được sinh hoạt đều đặn thường xuyên thì lúc nào cái nội tiết của người ta cũng ổn định hơn, người phụ nữ ít được quan hệ, không nhận không? Nhá. Còn bây giờ của mình để người yêu như thế mà em lại như thế. Tất nhiên là em không cảm thấy gì khó chịu rồi đúng không? Bởi vì em đi làm việc muộn, em mệt rồi. Nhưng bạn ấy như thế, bạn có thể rất là mong ngóng ngày hôm nay em về sớm như thế nào đấy. Vậy nếu mà em làm thủ thuật em có uống thuốc cho hàng ngày đúng không anh? hoàn toàn bình thường. Bây giờ nhưng bây giờ chưa cần uống nhé, bởi vì bây giờ thứ nhất mình đang làm thuật, mình đang kiêng nữa, nhưng mà để nó điều hòa với nó đều thì em đến ngày kinh thì uống luôn viên đầu tiên đi. Ngày đầu tiên sắp tới này. Nhớ cho anh nhé, nhớ cho anh là mấy cái lưu ý anh nói ở trên YouTube em có clip đấy đấy. Uống vào ngày đầu này, uống cùng một thời gian này, uống theo hình mũi tên trên đấy này, này nhớ chưa?